chào tất cả bà con nghe. Ngày mới an nhiên nghe bà con. Mến chào cả nhà nha. Một ngày mới đến, kính chúc mọi người có một ngày mới nhiều thành công, nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Ngày hôm nay em có vô vườn, em quay theo yêu cầu của mọi người. Em quay một cái số vườn mai nhỏ của em. Tại vì trong này thì cũng có một số cây, 20-30 cây gì đó của khách hàng gửi em. Em quay cho anh em xem nha, để cây nó hiện tại giờ nó như thế nào. Đôi khi mọi người cứ nghĩ cây sợ sợ nó chết hay sao gì đó thì cũng tội cho em lắm. Tại vì cái công việc của em thì nó lu bu, thì em hứa mọi người sẽ thì em sẽ làm được nha. Giờ em sẽ quay cho mọi người xem vườn mai của em và một số vườn mai nhỏ của em và một số những cái cây mai mà những anh em đã đang gửi ở tại vườn của cô Tài em nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời thì đây, trong vườn em thì cũng đang nới vườn ra nha mọi người. Hiện tại giờ nó gần 200 mét rồi. Cái niềm đam mê mai vàng thì đối với em giờ nó quá trời, nó in vô máu em nè. Những cây mai tàn dù nè mọi người, những mặt hàng tự nhiên thì đây em nằm đắt. Chi cành nhạo nói chung bên em cũng có đầy đủ nha mọi người. Tại vì trong cái vườn mai em rất là đa dạng cây. Năm nay thì cái công việc nó lu bu, bởi vì em không có thể nào quay chi tiết được hết cho mọi người xem. Nằm đắt tuổi cây mai này, nằm đắt hồi đó mang về tới đây được có nhiêu đâu, 35 hoành mà bây giờ nó lên tới 50 quá. Củ cây mai này rất đẹp nha mọi người, củ rất là đẹp luôn đó. Thì đây là có một cây đầu tiên. Cây đầu tiên, cây này là của cây của anh Hùng nha. Cây của anh Hùng, em đã vô được một nước dây, em chưa có bấm tỉa lại. Cái này cây của anh Hùng ở Hồ Sơn, quê hương em nè. Em ở trong đất liền nhưng mà ảnh ở ngoài hồ. Đó anh Hùng, cây này cây của anh nha. Hợp lại chưa? Đó, em mang nó như thế này nè. Này chỉ cần bấm tỉa lại và mình lợp sơ cho nó ấm tàn nữa là ok ha. Tháng 2 tháng nữa em giao cây cho anh em. Đó, còn cây nào nữa đây? Cây này cây của ai ta? Cây sầu này của mình. Nhém nè. Tại hiện tại bây giờ trong cái vườn em giờ đang làm rộng ra rất là nhiều nha mọi người, rộng ra rất là nhiều luôn. Em không có thể nào mà em quay ra. Em thì ngày hôm nay chủ yếu là quay cho anh em xem những cái cây mai mà của anh em đang gửi bên vườn em đó. Củ này 1m2 nè mọi người. Cây này đợt tới em sẽ phá thành bonsai nha đó. Để quay một số cây cho anh em. Đây một cây của anh Dũng Gà nha, Dũng Gà Đồng Nai. Đó. Cái này thì nhìn nó thưa thớt vậy, tại biết sao anh em nhờ em nuôi thì em phải nuôi sao cho nó tới nha. Tại cành, những cái cành mà nó mọc lên rất là nhiều, em đang mà để dành để những cái cành nào mà em cần xài tới đó. Bây giờ em bấm tỉa là hết. Bấm tỉa là hết nha mọi người. Mai mốt đột chủ là từ nhánh này nha. Nó nhìn nó sơ sài vậy chứ còn cái này cây của anh Vương Võ thì hết mấy cây. Đợt tới này sẽ vô nước dây hết nha, hai anh rồi nha. Còn cây này cây của anh Sơn Đồng Nai phải ta? Đúng rồi, cây này cây sù của anh Sơn Đồng Nai đó. Cây này phải nói là cây này 2 năm nữa lấy nha anh Sơn. Cây này em nuôi chuẩn cây bài luôn, sù bệ đế của nó là kín hết cái chậu nằm tắc này luôn nè. Đó coi như là được ba anh trai rồi. Còn cây này cây của ai trời, con thú này. Con thú này của nhà nhiều quá không nhớ nổi bà con ai. Còn những đây là những cái khu, những cái cây mai thì nhiều cũng anh em cũng hay nói kêu những cái cây mai đẹp thằng Tài để lại không bà con ơi. Đây là những cái cây mai yếu, bị bể bầu, không thể nào giao cho khách, không thể nào giao lên bán được á. Đó, không lẽ đẹp là mình chừa lại những này thì nó kỳ quá. Bị bể bầu hết nè. Cái này thì lô đầu năm nè mọi người, lô đầu năm. Cái này giao cho khách bị bể bầu em lấy về nè, hứa hẹn với mọi người luôn. Cây mai này sẽ là một cây phôi mai mini đẹp nha ha. Đó, toàn bộ những mặt hàng này nó bị bể rồi bị hư ôi tùm lum hết trơn. Còn đây cây này cây của ai không nhớ ta. Ồ đây là cây này em đang ghép. Hàng bên em thì rất là nhiều, đa dạng lắm nha mọi người.
Còn cặp này là cặp của cặp thú này là của chú Huỳnh Tấn Phát ở Trà Vinh nha. Cặp thú rất là giá trị. Đó. Rất là giá trị luôn cặp này. Chú rất thích cặp này bởi vì là chú đưa cho em gắng cố gắng nuôi tới nha. Toàn cái phần mâm ở dưới là rất là ok, còn cái đọt chủng thôi là có thể là giao cho khách hàng à. Đó thì chú Huỳnh Tấn Phát thì ở đây bên này thì em nhận công thì năm cứ cây có 500 ngàn, năm cây 500 ngàn mọi người. Còn bữa giờ là quá trời số lượng cây nó lên nhiều đó. Đây cây của chú Huỳnh Tấn Phát nữa. Một cây nữa. Ủa cây của anh Lăng Huỳnh Tấn Phát ta. Đây thêm cây mai sầu của anh Vương Võ nha. Cái mai này thì em mới bấm tỉa sơ lại. Tại vì em thả nuôi cho thả tầm khoảng chừng tháng nữa là bắt đầu em vô dây nước dây một cho anh ha. Đó. Vô đây là cái khu bonsai nhỏ nhỏ. Nè mọi người nhìn thấy không? Nó dài thăm thẳm. Em chạy xem đa vô đây á. Đó đây là một khu. Những cái phôi mai bên em làm cũng được năm. Thì em cũng nói mọi người luôn, đơn giản một câu. Chẳng hạn như hôm bữa giờ cái lô đầu năm thì mọi người cứ nói lô mai 5 cánh. Đây em cho mọi người biết bông đẹp nha mọi người. Không có 5 cánh đâu, tại vì cái tùy sức cây của mọi người. Đó, à, sao mà 5 cánh được mọi người. Lô này thì mọi người nhìn mọi người cũng biết rồi ha. Lô này em bán lúc nào đó là mọi người cũng biết lô này là lô đầu năm. Cây này cây của anh Đen à. Anh Đen ơi, thấy ok không? Đó. Đây là những cái khu em để dành lại một số cây mai để mình làm kỷ niệm. Tại vì trong một cái bầy mai thì em giữ lại cây hai cây. Thì nói chung là mọi người cũng nhìn thấy những cái phôi mai này. Đó, bên nhà vườn em ông già, nói chung ba em đó, ông già mà, ông chăm. Hiện tại bây giờ nói chung ba em cũng lớn tuổi rồi. Nó đang cố gắng chăm. Đó, trong vườn em được cây bông kem luôn mọi người. Cây này cây bông kem nè. Lên màu nó vậy chứ nó là cây bông kem nha. Em cố gắng quay chi tiết nhất ha mọi người. Thì cây nữa nè, cây này là cây của anh Phước Tô Châu ha. À, dịch vụ vận chuyển hàng hoa quá Tô Châu toàn quốc của Việt Nam mình đó, là anh Phước Tô Châu. Còn đây cây những cây của em nè. Đó, những cây mai này thì năm vừa rồi bán không được em có để lại. Đó, nằm trong một cái bánh xe máy cài. Cây mai giờ rất đẹp. Đó, hoành không nói lên được tất cả, nồi đế của nó không có 3 mét à. Đó, mọi người gửi cây em thì em cố gắng nuôi sao cho thật là tốt nha mọi người. Để cho những anh em nào đã tin tưởng em và đã giao cây cho em chăm cây mà mình không làm đúng bổn phận thì nó rất là kỳ nha mọi người. Đó, mình nhận người ta mà mình làm thì không đúng thì nó kỳ lắm. Cây này như cây của anh Lăng nè. Cây này cây của anh Lăng. Nó gắn nuôi chuẩn cây bài cho anh. À, thấy không, cành một ok nha. Đặc chủ ok ha. Còn giờ đang nuôi gắn nuôi cành này nữa thôi nè. Nó cành này em làm rớt xuống dưới. Nó cành này cành dư, em đang cho nó nuôi thẹo. Nó đang cho nuôi thẹo, cố gắng sao nuôi cho thật tốt nha. Còn cây này cây chữ C nữa nè. Đó, cây chữ C, cây này không biết có ai ta, quên mất tiêu rồi. Đó. Chứ bên em nuôi là mà, em nói thiệt mọi người chứ. Nè, năm trời cành rất là bự nha. Phân thuốc bên em chăm rất là kỹ lưỡng luôn. Cây này cây thú. Cây thú. Đôi khi mình làm cái gì cho cây nó thật là thẩm mỹ khi mà mình trồng cây vô mọi người. Nhiều anh em cũng nói mọi người luôn, trồng cây á, thì thường thường cái quan niệm của cây mai, bất cứ một cái cây gì đó người ta hay cái quan niệm khi mà lựa chọn một cái phôi mai á, nhất đế nhì thân đó. Khi mà em trồng cây lúc nào cũng vậy, làm cái mặt chậu á, cái mặt chậu nó cũng bằng với cái mặt cái bầu đất em làm mọi người. Có ngày xưa em có trồng bằng bầu đất có cao lên chút, cái nẹp tấm to nó giờ cây thành phẩm em bơi ra đó nè cho mọi người xem nè, thấy không, cây rất là đẹp. Đây cái gì nè, cây này cây của em đó, cây này là cây của em đấy nè. Áp cành nha mọi người, cái này gọi là áp cành nha. Chỗ này nó thiếu tại vì mình nuôi được cái cành trên này á, mọi người nhìn thấy cái đường thân của nó nè, từ trên xuống dưới không thiếu ha, mà bị thiếu đúng cái đoạn dương này nè. Đó, em nuôi một cái áp cành bẻ vô đây. Còn vấn đề mà mọi người cứ sợ mà ghép này kia nó
mau rớt cành này kia. Em chỉ nói đơn giản thôi, mọi người cứ chăm bình thường. Lâu lâu mà mọi người pha loãng N3M tưới tưới vô, ơi xịt xịt vô. Trời ơi em không biết sao đó mà trước giờ em làm không bao giờ bị rớt. Đây cây nè, cây này cây thú rất là đẹp luôn. Cây này tuổi đời nó còn hơn em nữa. Cây này của một vị linh mục gửi em nha. Đó, rồi cây này cây giữ vườn của em nè. Nhìn hình nó quá trời nó xấu, mà ở ngoài nó có nhiêu nó 92 quả neo à. Đó. 92 quả neo. Thôi em cũng xin dừng cái đoạn clip của em tại đây nha. Tại vì cái thời gian em quay thì những cái vlog như vậy thì em quay chỉ tầm được có 80 phút thôi. Còn một số cây nào mà em quên sót quay cho những anh em đang gửi của em á, có gì nhắc em nha. Tại hiện tại giờ em không có nhớ nổi nữa. Ngày hôm nay vô thì cũng không mang theo cái sổ sách gì để cho mọi người, để cho những cái cây mai mọi người gửi em đó. Đó, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay nha. Kính chúc mọi người lúc nào cũng gặp nhiều thành công trong cuộc sống, may mắn. Xin chào tạm biệt mọi người.